4. Trò chơi Disco Bang Bang. Disco Bang Bang, khu vui chơi giải trí tuyệt vời nhất tại công viên Nori. Và chỉ duy nhất có tại công viên Nori mà thôi. Nào nào, mọi người hãy cùng nhau nhảy đi nào. Nói nghe nè, Sydney, cậu là vũ công tuyệt đỉnh. Cậu thậm chí còn có thể nhảy trên sợi dây đang lắc lư. Cậu thật sự nghĩ là sẽ thích nhảy trên cái sàn tròn của dân mọt sách sao? Cậu nói đúng đó, mình là vũ công thích sự mạo hiểm. Thêm vào đó, chỗ này cũng đâu phải cho vào miễn phí. Chính xác luôn. Vậy nếu vào cửa miễn phí thì mấy đứa có vào không? Hả? Chú Dori cha. Vào cửa miễn phí kìa. Dori, gì mà chú chứ. Tôi giống như đàn anh của cậu thôi mà. À phải, nếu Sydney tới Disco Bang Bang thì sẽ giúp quảng bá cho nơi này rất là nhiều đó. Rất quảng bá hết hả? Disco Bang Bang, ngay cả Sydney, bậc thầy DJ thăng bằng cũng bay lên khi nhảy trên sàn disco này. Nghe có tuyệt hay không đây? Nhảy disco vào ngay bây giờ à? Tại sao lại thế? Vì đây là Disco Bang Bang. Chứ em nghĩ làm sao nơi này lại được gọi là hãy nhảy disco và pang pang bay nào. Wow, cảm ơn anh nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả những toa xe đã đến tham gia nhảy điệu disco và pang pang bay nào, hay còn gọi tắt là disco bang bang. Hôm nay tôi sẽ trưng ra 7 độ dốc khác nhau được thiết kế đặc biệt để tăng mức độ hào hứng cho tất cả mọi người. Mọi người hãy nhảy nào. Bánh trước bánh sau, lăn lăn lăn, cùng quẩy hết mình nào. Chút tiến lên sang bên phải, và hướng về phía trước. Chóng mặt quá. Này, toa xe bận đồ trắng đồ xích tinh thần của cô, nhưng không chơi ăn gian nha. Băng băng shoot. Bánh trước bánh sau, lăn lăn lăn. Tôi thấy là cậu dùng cái mũi dài của mình để bám trụ à. Còn cố gắng dừng băng băng sang của mọi người đi. Đã giao như lá một thư rơi rụng. Giao lá giao đã giao hứa và gia. Suýt chút nữa với một cú nhau lộn, Dori không vào. Ngay cả Sydney, bậc thầy DJ thăng bằng cũng không có cơ hội trụ vững trước Disco Bang Bang. Dạ, Bang Bang, bạn thể hiện tuyệt vời nhưng vẫn không có cửa trước Disco Bang Bang. Dạ, không vào, nhưng còn lần này thì lại không vào. Thật đáng tiếc là em không thể trải nghiệm cảm giác bay khỏi sàn trong khi đang nhảy disco. Tôi e rằng tôi là người có lỗi. Mai quay lại nha. Tôi chắc là mai em sẽ cảm nhận được niềm vui được bay đó. Tôi sẽ đến đây mỗi ngày cho đến khi bay khỏi sàn trong khi nhảy disco. Và tất nhiên là đi cùng Nori. Cậu không sao chứ? Vẫn còn buồn nôn hả? Phải. Ginny, mốt cậu đi tới Disco Bang Bang một mình đi nha. Cái gì? Tại sao? Tại sao hả? Nhìn tớ đi, tớ vẫn còn cảm thấy buồn nôn nè. Nori của chúng ta lại thấy lo sợ hả? Vậy, lo sợ ư? Con trai của Long Sa lại đi sợ trò Disco Bang Bang. Không thể nào. Tớ không có sợ đâu. Đừng có lo, mình sẽ giúp cho cậu. Như khi mình dạy cậu cách đi thăng bằng 2 giây đó, mình chỉ cho cậu cách tận hưởng trò disco bang bang. Giờ thì chào nha, hẹn gặp cậu ngày mai ở trước chỗ nhảy theo điệu disco và bang bang. Nè, bay nè. Ginny, cậu đâu thể cứ nói như vậy rồi phủi tay đi trước được. Chính xác.
Giờ phải làm gì đây, Nori? Gì vậy, chú Dorisha? Gọi tôi là anh. Nori lại nhào lộn rồi. Bang bang shoot! Chúng ta lại sắp sửa có thêm bàn thắng. Nhưng trước khi làm như vậy thì tôi có một câu hỏi như vậy. Ở công viên Nori, ai là người xinh đẹp nhất? Mara. Thì ra ở đây cũng có người có mắt thẩm mỹ. Tới đây. Với kỹ thuật tuyệt vời, Tini đã xoay sở để đưa cô Mara thoát màn phi thân. Rất ấn tượng. Có người nói nguồn gốc sức mạnh của cô nằm ở cái truy băng cô đeo trước ngực. Phát hiện mọt sách, đó là cái nơi chấm bi. Thế còn chuông đeo trên tóc? Chỉ muốn lấy nó ra. Cư xử dễ thương này nọ, dớ dẫn. Còn lời dặn dò nào khác cho Simi không? Làm ơn đừng có đòi chơi đuổi bắt suốt như vậy có được không? Cứ muốn làm mọi thứ với mình, nhưng giờ thì bớt lại được không? Ha ha, lần này sẽ hạ được. Shoot! Thật đáng tiếc, lại không vào rồi. Một lần nữa, tôi lại không thể cho em có cảm giác bay khỏi sàn trong khi nhảy rồi. Thật xin lỗi, là do tôi. Tất cả là do tôi. Không sao đâu, là do em nhảy quá tốt thôi. Nè Ginny, khi nãy tớ chỉ cố tình làm cho cậu nổi nóng mà thôi. Cho nên... Cố tình hả? Không phải, để tớ nói. Tớ cố tình làm vậy là bởi vì... Ginny, giờ tôi phải làm sao đây? Là lỗi của chú. Đừng gọi tôi là chú, gọi là anh, có biết chưa? Chúng ta phải làm cho em ấy phát cáo lên. Vậy là em ấy sẽ không thể tập trung nhảy và phạm sai lầm ngay. Và cuối cùng, nhảy được disco và pang pang bay nào. Sẽ chiến thắng. Vậy hứa là đừng cho bọn em vào cửa miễn phí nữa nha. Hứa. Nếu không phải vì vụ vào cửa miễn phí, Ginny đã không tới đây mỗi ngày. Bum ba, tụi mình sẽ làm cậu ấy tức giận. Ủa, chú là nguyên nhân của tất cả chuyện này. Chú phải làm cái gì để chứ? Tiếng mèo nheo của cậu cũng rất là dễ thương. Đừng lo Nori. Ông anh cha đây là bình luận viên xuất sắc nhất công viên Nori. Anh đây cũng rất giỏi hàn gắn cho chuyện tình cảm. Anh nói tình cảm gì đó là sao? Nhưng bù lại. Bù lại cái gì? Dừng lại đi mà, dừng lại đi. Nhột quá à. Cậu ta còn không thèm tới xin lỗi. Và giờ còn tự đi chơi một mình nữa chứ. Dừng lại đi Bumper. Tớ phải tập luyện. Như chú cha đã nói, tớ phải sống sót trong trò chơi disco bang bang. Tớ phải bám trụ cho tới cùng. Tuyệt đối không thể nào thất bại được. Cậu không muốn tới đây cùng mình mà chỉ muốn đi một mình thôi chứ gì? Ginny à, chuyện đó thì cho dù thế nào mình cũng phải bám trụ trên đó cho tới cùng, tuyệt đối không bỏ cuộc. Nó đi nghiêng ngả rồi, không vào. Cậu ấy sẽ té hay là không đây? Cậu ấy có bám trụ tới cùng được hay không? Tôi sẽ bám cho tới cùng. Chú đã hứa gì thì làm ơn giữ lời đi. Shoot! Với Nori, Simi là gì? Người bạn đặc biệt nhất ở trên đời này. Đặc biệt vì cái nơi chấm bị ấm ớ à? Ha ha ha. Không phải, Simi rất tài năng. Cậu ấy có thể đi thăng bằng trên 2 giây. Và cậu ấy là vũ công xuất sắc nhất và dũng cảm nhất. Và tài năng đặc biệt nhất của cậu ấy chính là không bao giờ để tôi bỏ cuộc. Dù rằng tôi rất nhút nhát và thỉnh thoảng hơi sợ sệt. Nhìn mình đi,
Lúc trước mình chỉ biết có lăn rồi té thôi. Nhưng mà bây giờ thấy không, mình đang nhảy nè.